Rồi, em Tùng lên cho anh em xem một cái combo bao gồm có một máy, một pin và một sạc. Thì em này nó là hàng Mỹ về, GSB18V1330. Nó là động cơ Tuttle Turbo, có chống lắc luôn, điều khiển ở dưới này luôn ha anh em ha. Rồi thì em này nó từ Mỹ về và được sản xuất tại Malaysia. Thì cái hàng này nó là hàng Mỹ về nha anh em. Đây, 1330. Còn gọi là hàng Việt Nam là GSB18V-150. Em này Việt Nam là 150. Còn em này ở thị trường Mỹ là 1330. Nó tương đương. Thì em này nó Mỹ thì nó chất lượng hơn. Và giá thì cái thân máy này của hãng Việt Nam đang bán là 6.790.000, gọi là 6.800.000 ha. Rồi thì bên mình bán là hàng Mỹ về, có một sạc, một máy, một pin, đầy đủ catalog đồ đầy đủ ha. Giá của nó là 6.300.000 một cái combo bao gồm có máy, pin, sạc. Lực của em này thì nó lên đến 150 newton, nó có ba cái điều chỉnh tốc độ ở dưới. Nếu mà tính em này thì quá là dữ ha. Nó có 84, 100 và 150 newton. Cái đầu này nó được sản xuất tại Đức nha nè. Và pin của mình là mình đi với pin Mỹ về, pin co 18, pin này giá 1.100.000. Tốc độ của em này thì quá dữ ha, 2.200 vòng trên phút, từ 550 đến 2.200 vòng trên phút. Tay cầm thì chưa khui ra ha, tay cầm và trợ lực thì chưa khui ra. Có móc đeo này, có tặng 4 cái vít theo kèm của hãng này, và cái sạc đương nhiên là sạc điện 120V và 6.300.000 một combo. Rồi, nó chống lật luôn ha. Tính ra em này đánh cấp hơn Milky rất nhiều. Lắc cái là ngưng liền ha. Rồi, có điều chỉnh ở dưới này ha. Rồi, mở bấm cho. Nó auto lock nó hay hơn Milky. Rồi. Nó hay hơn về cái chống nghiêng. Anh em mình nghiêng 45 hoặc nghiêng 60 độ thì nó sẽ theo mình ha. Ví dụ chống lắc đây là lắc đến 60 độ. Rồi anh em muốn lắc 45 độ vừa lắc cái ngưng luôn à. Nó rất là nhạy và nó tính tới lắc bao nhiêu độ luôn. Và nó có đèn tắt cái unlock luôn. Và được cái là đầu kẹp này nó sản xuất tại Đức. Siêu chuẩn ha. Em này thì bao siêu chuẩn rồi. GBS 1330 lớn nhất hãng hiện nay. Những anh em quan tâm liên hệ mình 0962232180 để sở hữu một cái em từ Mỹ về và 6.300.000 thì cũng quá là đẹp ha. Nó là chống chống autolock luôn này. Đó, rồi nó có búa này. Rồi tiếp cho anh em xem cái trượt ha. Wow. Tính ra mà em này đi khoan rút lõi khoan tường là hết bài luôn. Hết bài luôn ha anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em.